Em chào các bác quay trở lại với kênh xe đạp Phong Tuyền nhá. Hôm nay em lại đang có hai kiện hàng mới về đây các bác này. Vừa về xong các bác nhé. Nóng hổi vừa đi vừa thổi luôn. Hàng từ Nhật về các bác nhé. Sau đây em sẽ khui. Em sẽ khui xem ở trong đây nó có những cái gì. Đấy. Tôi muốn quay cho bác này. Đây anh để gần anh nhìn nét lắm. Đúng rồi. Đừng chạy ở đây nó vào vào đây nhá. Vâng. Vâng. Vào đây. Đứng ra đây là gì? Cá con mượn. Áo cá. Lùi ra đi. Cẩn thận nó đi nó va nó ngã vào đây nó hỏng hàng của bác. Mày có quay được không? Luôn vừa quay vừa nghịch bác tôi có bao kỳ bố ơi này tao chắc đấy, đi ra nào cháu mời cái này nha bánh lui ra thằng cá lui ra cho bác xem nào mày lồng hoàng lắm đây một chiếc xe nữa các bạn này lên tivi rồi chạy mãi mới chạy lên tivi cho con bác nha làm bác cái bánh tao bây tao quay đi này bánh này cởi áo luôn đây cẩn thận hỏng của bố nhá cởi áo luôn yên này đưa kia đây cho bác này ok yên cởi cái đấy CD các bác ơi. Quay nó cẩn thận không bác lấy không cho quay nữa đâu. CD size 41. Trong đây chắc lại là áo đây. Ô được có quả chân trống đấy này. Bê đan này. Gọc nước này. Bê đan. Này đèn. Cái gì đây? Bê đan. Áo này. Bóc cẩn thận không là nó xước của bố đấy. Áo thì xem không thấy như thế nào. Toàn là siêu phẩm áo. Anh có điện thoại hỏng ấy. Toàn là siêu phẩm áo thôi. Trời ơi. Đẹp dã man con ngàn. Đẹp kinh khủng luôn. Nhìn là chỉ muốn rớt tim. Ông cho cái thùng này này. Cái bật. Ôi giời ơi. Tới bấy. Thôi để đấy cho bố. Không mượn nữa đâu. Con vất vậy thì nó hỏng cái vành của bố à. Con giày. Con giày Mavic. Trắng như ngọc trinh.
Ngọc Trinh. Hết rồi. Đây là cái giấy mua bán xe. Đây ra nào. Đây vẫn còn một thứ. Đây ra. Cái này là nhiều không? Có một cái bánh. Có cả một cái gì đây? Bánh này. Cam ba các bác ơi. Hai cái thứ gì á? Áo. Áo. Ui. Bánh. Bánh xịn nhỉ? Ăn trước. Cam ba. Chưa ăn thử cái bánh này bác không mà có. Ba túi gì đây? Bora Uncha các bác ơi. Đấy. Áo. Bora Uncha. Ra nhìn này. Đây lại áo. Ra kia đi cho mày lên TV. Đây áo nữa này. Ra kia đi cho mày lên TV. Đấy. Đây đây cũng áo. Đấy, đứng được. Đấy, được rồi. Siêu phẩm mũ. Áo. Mũ đây. Nhìn anh à, nhìn anh chất chưa đá ra đây. Á đây, nhìn anh chất không? Ôi trời ơi, thì bật gì đây? Tao lát mấy đi. Lát cái áo. Đi ấy. Để lên đây cho bác. Đúng đi. Dạ, dạ. Đây lại bánh thế này các bạn. Bánh nữa. Vẫn là bánh đấy. Đúng rồi bác. Lại bánh đấy. Bô rau ăn 50. Cẩn thận dẫm đây của bác nhá. Bánh mũ. Mũ gì đây? Cái đổi thì đi đặt xe cho nó quay. Quay gì nói mà yên. Quay mũ. Quay mũ. Mũ có cả túi nữa. Bora Uncha. Quay gì cả. Rồi. Cái túi gì đây? Hàng. Có cái túi hàng. Mấy cái bánh. Đặt đi cho thôi. Bánh vậy. Hết rồi. Thôi lại bỏ bánh vào đây đã. Rồi. Đi hái mua. Cá trên cái ừ. Có đệ tử đang bóc bánh cho các bạn này. Đấy. Đây hôm nay em về được như thế này đấy các bạn này. Hai chiếc xe. Và có mấy cặp bánh nữa các bạn. Bao nhiêu cặp bánh? Hàng nó vừa về nên là vừa về em vừa khui xong. Nên là chưa có giá, chưa có size, chưa có thông số các bạn nhé. Đấy các bác thông cảm là em chưa báo giá được luôn đâu. Cái này thì em sẽ lên em báo giá chi tiết và cụ thể trong những ngày tiếp theo các bác nhé. Rồi em cảm ơn các bác đã ủng hộ theo dõi kênh Xe Đạp Không Tiền. Chào các bác.